Hôm nay như đưa cho quý vị một cái bản tin đó là về Brad Pitt quý vị. Quý vị biết là Brad Pitt với là Angelina Jolie là một trong những cặp ngôi sao hạng A rất là nổi tiếng và rất là powerful và rất là mạnh ở Hollywood thưa quý vị và tới bây giờ quý vị cũng nhớ là cái năm 2017 hai người này đã y ra tòa để ly dị chính uh, jolie and chilina jolie là cái người ly dị brad pitt về trong cái vấn đề uh, gây gỗ ở trên máy bay thưa quý vị cũng nhớ thì bây giờ brad pitt mới đưa ra một trong những cái lý do tại sao mà anh ta uh, gây gỗ và ngay lúc đó là do anh ta lúc trước thì Brad Pitt đã uống coi như là chơi truck thôi cái lại là dùng truck rất là nhiều nhưng mà khi có con rồi thì không dùng nữa thì sau đó là đi vô nghiện rượu nghiện rất là nhiều cái cái rượu anh ta đã nói rằng cái rượu làm cho mình uh, rất là confused rồi rất là giận dữ và uh, không có control được không có sử dụng được không có control được cái cảm tính của mình và rất là violent, rất là à, giận dữ mà và gây ra nhiều chuyện rất là nhiều về ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần của anh ta nữa thưa quý vị chính vì vậy mà ảnh hưởng tới cái uh, hôn nhân của uh, Brad Pitt với Angelina Jolie thì trong vừa rồi anh ta đã nói một cái ngôi sao cũng rất là nổi tiếng như quý vị cũng biết đây là cái ngôi sao này khi mà nói ra là quý vị biết đây là uh, ngôi sao Bradley Cooper thưa quý vị đóng rất là nhiều phim chính người này đã giúp Brad Pitt uh, uh, không có nghiện rượu nữa và trở lại hồi phục lại đi vô những cái therapy và đã giúp anh ta trở lại một cái con người bình thường và không uống rượu và qua những cái cơn nghiện như vậy rất là hay thưa quý vị và bây giờ anh ta tỉnh lại tỉnh táo lại rồi cái tinh thần rất là thoải mái rồi thì anh ta mới trải nghiệm lại cái thời gian mà anh ta bị nghiện rượu là làm cho cái cảm tính hoàn toàn thay đổi cái tính của anh ta hoàn toàn thay đổi phá hoại cái thân thể không nói rồi mà phá hoại cả tâm thần và phá hoại cả cái hôn nhân giữa uh, Brad Pitt với là cái, với là những cái đứa con của mình nữa thì chính Brailey Cooper người đã giúp anh ta ra khỏi những cái nghiện ngập và vừa rồi anh ta đã đưa lên và chia sẻ với những người xung quanh về cái cảm nhận của anh ta về bên này bây giờ thì anh ta đã sober rồi có nghĩa là clean rồi thưa quý vị và tỉnh tháo trở lại cũng rất là vui và quý vị nếu mà theo dõi thì quý vị cũng thấy ở trên mạng là Angelina Jolie đã tới thăm practice và hai người đã có đi chơi với nhau lại rồi chứ không phải không nhưng mà không biết cái cái, cái tiến trình nó sẽ ra sao mà thôi. Ok tiến trình Lê Thái sẽ nói ngay sau đây luôn, tại vì chị <laughs> uh, chị Huyền cập nhật chậm hơn Thái một giây. <laughs> à, hiện nay thì Angelina Jolie đang âm thầm đâm đơn FBI để kiện ngược lại Brad về cái thời gian khoảng con lúc mà con trai Maddox à, lúc đó là Maddox là 15 tuổi đang ở trên máy bay và anh có những cái lời lẽ cũng như là những cái hành động mà giống như dùng từ lắm như là bạo lực với trẻ em như vậy, <laughs> thì cô đang đang đấu tranh để mà cô giành thêm những cái quyền đó nữa và cô đang hiện nay đang âm thầm để kiện fbi em mới cập nhật hồi sáng hôm nay thôi wow. thật ra là quý vị nào mà chúng ta đang theo dõi cái cặp này thì chúng ta cũng uh, một phần là uh đừng có giảm bớt cái tình tình yêu đối với những cái cặp này. Cái cặp này thưa quý vị, bởi vì là Thái hiện nay thì tuy người ta ly dị đó nhưng mà vẫn yêu rất là yêu thương Angelina Jolie và Brad Pitt là hai cái ngôi sao hạng A của Hollywood, đóng cực kỳ hay và không bao giờ mà để thái giảm được cái 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 gọi sao cái sở thích mà những cái bộ phim mà hai cái diễn viên hạng A này đóng quá hay. Thật sự là ngay cả nam diễn viên Brad Cooper cũng rất là hay đối với em. Bradley Cooper, yeah.